Chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn về phân môn của hệ điều hành. Đối với hệ điều hành Operating System thì chúng ta sẽ có các cơ chế về cái việc đó là lập lịch chạy của CPU. Như vậy thì khi mà tiến hành thực hiện thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái giải thuật. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cái giải thuật đầu tiên sơ khởi nhất, đó là First Come First Serve. Người ta thường gọi viết tắt đó là FCFS, tức là lấy vào cái từ chữ cái đầu tiên để hiển thị. Thì về mặt cơ chế, đây là một cái dạng hàm để nó lựa chọn cái tiến trình nào sẽ được đưa vào để chiếm dụng nguồn tài nguyên CPU. Và mình giả sử đó là khi mà mình mô tả cái phần giải thuật thì mình đang sử dụng tính toán với lại máy đang có một CPU và một thiết bị IO. Như vậy thì khi đó cái việc nguồn tài nguyên cần chiếm dụng giữa các cái tiến trình sẽ được diễn ra, người ta tạm gọi là trạng thái chuyển ngữ cảnh. Về cái từ khóa chuyển ngữ cảnh là một cái trạng thái được diễn ra khi mà một cái tiến trình này nó được kết thúc và được thay thế bằng một cái tiến trình khác khi chiếm dụng nguồn tài nguyên. Như vậy đối với là first come first serve thì cái tiến trình nào mà ở trong hàng đợi ready lâu nhất thì nó sẽ được lựa chọn. Như vậy tức là tại mỗi một thời điểm khi nguồn tài nguyên đang trống thì tự động nó sẽ nhìn xem trong cái danh sách hàng đợi ready đó có đối tượng nào được đến trước thì coi như đó là đối tượng đó sẽ được ưu tiên. Người ta gọi cái chế độ quyết định này đó là chế độ non-preemptive ha. Và một cái process, tức là một cái tiến trình, nó sẽ được thực thi cho đến khi nó ở trạng thái block, tức là nó sẽ phải đòi thiết bị IO hoặc nó đòi cái thiết bị khác, hoặc là nó thực hiện xong. Như vậy tức là phải trọn vẹn thực hiện xong hết thì mới giải phóng cái nguồn tài nguyên mà nó đang chiếm dụng. Và cái nguyên tắc này thì thường người ta sử dụng gọi đó là cái nguyên tắc FIFO của cái thằng hàng đợi. Như vậy thì cái tính chất áp dụng cái thứ tự đi vào của nó cũng thỏa mãn tính chất của cái hàng đợi quy ở trong cái phần lập trình của mình. Tức là khi các bạn tiến hành thì các bạn nhớ là cơ chế của nó thì là đối tượng nào vào trước thì sẽ được đưa ra trước. Như vậy thì thường FCFS nó sẽ hỗ trợ cho những cái thuật toán lập lịch CPU không ưu tiên và ưu tiên. Tức là không có priority hoặc là có. Và cái nhiệm vụ là nó thực hiện theo khái niệm là ai đến trước thì nó sẽ được giao thực hiện cái công việc, tức là chiếm dụng nguồn tài nguyên trước. Về nguyên tắc thì cái anh FCFS này nó khá là dễ thực hiện và sử dụng. Tuy nhiên cái thuật toán này á, nó không có nhiều hiệu quả về mặt hiệu suất. Và do là mỗi một lượt khi chiếm dụng nguồn tài nguyên thì nó phải để cái tiến trình đó thực hiện, một là nó ở trạng thái chuyển qua block để nó đòi thiết bị khác, hoặc là nó ở trạng thái kết thúc, cho nên đồng nghĩa với việc sẽ có những tiến trình phải chờ khá là lâu mới tới đến lượt thực hiện. Như vậy thì đối với thuật toán này, cái điểm yếu đó là thời gian chờ của nó khá là cao. Tuy nhiên cái ưu điểm của các anh này diễn ra đó là nó sẽ dễ thực hiện, tại vì cứ theo đúng cái nguyên tắc giống như là nó xếp hàng vậy đó, cho nên là nó khá dễ thực hiện. Đồng thời á, là cứ thỏa mãn đúng cái nguyên tắc này thì cái cơ chế khi mà bạn lập trên cái biểu đồ Gantt, đó là cái biểu đồ về thể hiện cái mốc khoảng thời gian, cái khung thời gian timeline thể hiện cho từng bước chạy hoặc là các quy trình chiếm dụng nguồn tài nguyên á, nó khá là đơn giản. Nhưng mà bù lại cái nhược điểm của nó là cái thời gian chờ trung bình cao, giống như lúc nãy cô đã trình bày, thường đa phần nó sẽ cao hơn nhiều so với các thuật toán khác. Và mặc dù là nó đơn giản nhưng mà nó tiến hành hiệu quả thì có, nhưng mà để triển khai cái việc này thì dẫn đến một cái tình trạng đó là gì các bạn? Các bạn sẽ thấy có những cái tiến trình nó bị chờ và nó trì hoãn khá là lâu. Như vậy thì không phải lúc nào là cũng tối ưu. Tuy nhiên cái điều mong muốn của tất cả các việc cơ chế lập lịch đó là cái hiệu suất hoạt động và đáp ứng của CPU sẽ ở cái mức đó là cao nhất có thể. Như vậy thì mình sẽ đi mình dựa trên đúng cái tính chất của first come first serve, tức là dựa vào cái hàng đợi ready, đối tượng vô sách nào, tức là cái tiến trình nào đứng trước thì sẽ được thực thi trước. Như vậy thì ở đây thì giả sử cô có một cái đề bài tập là cô có 3 tiến trình B1, B2 và B3 với burst time, tức là thời gian yêu cầu CPU đáp ứng cho nó theo đơn vị milliseconds, millisecond đó, là B1 là 24, B2 là 3 và B3 là 3. Như vậy thì cô giả sử ha, bạn nhìn kỹ đó, là cô giả sử tất cả các tiến trình này nó đều đến, tức là nó đều ready theo cái thứ tự là B1, B2, B3. Và ở đây không có thời gian nó bắt đầu ready, tức là nó sẽ ready tại thời điểm là không hết. Như vậy tức là
Khi bạn biểu đồ bằng cái dãn đồ Gantt, tức là thể hiện trong mốc thời gian, thì cái việc định thời CPU theo cái thuật toán là FCFS này, mốc thời gian đầu tiên bắt đầu là 0. Đồng nghĩa với việc tại mốc thời gian này, trong hàng đợi của bạn là bạn đang có đúng theo thứ tự, đó là B1, rồi đến B2, rồi đến B3. Cái phần này mình giống như mình có thể làm nháp bên ngoài, và đây là cái thứ tự vào của nó. Tức là anh nào vào trước thì nằm ở phía dưới, và theo nguyên tắc của hàng đợi là một xíu B1 sẽ là đứa đứng ở đầu danh sách hàng đợi. Như vậy thì ở cái mốc thời gian thứ 0 thì bạn thấy là cả ba anh này đều ready hết rồi. Và lúc này thì mình sẽ coi anh nào đến trước thì nó sẽ được chiếm dụng nguồn tài nguyên trước. Như vậy do B1 nó đến trước, cho nên B1 thì nó sẽ bắt đầu từ mốc thời gian thứ 0. Và B1 nó đòi burst time, tức là thời gian mà CPU phải bỏ ra để thực hiện hết cái phần công việc dành cho nó là 24. Và ở trạng thái FCFS thì cái anh B1 này hay bất kỳ một cái tiến trình nào khi được chiếm dụng nguồn tài nguyên, nó sẽ được thực thi hết cái mốc thời gian của nó. Như vậy tức là bắt đầu từ 0, thực hiện phải đủ 24 mili giây thì mới hoàn thành công việc. Cho nên từ mốc 0 cho đến mốc 24 là B1 của mình sẽ chiếm dụng CPU. Như vậy nguyên khu vực này mình sẽ là của B1. Tiếp tục tới mốc thứ 24 là khi mà B1 kết thúc, tức là trạng thái lúc này là B1 của bạn đã terminate rồi, đã kết thúc rồi. Như vậy thì lúc này CPU của bạn trống, tức là nguồn tài nguyên trống, thì lúc này các cái tiến trình khác nó được quyền chiếm dụng. Như vậy thứ tự nó chiếm dụng, tức là lúc nãy mình đã lấy được B1 ra khỏi danh sách và nó đã được CPU đáp ứng xong, thì theo cái thứ tự trong cái hàng đợi ready này là đến B2. Như vậy B2 sẽ chiếm dụng. Thì B2 khoảng thời gian mà nó đòi CPU phục vụ cho nó để thực hiện xong phần công việc cho nó là 30 giây. Mà nó bắt đầu được từ thời điểm nó chiếm dụng CPU là từ lúc CPU free, là tại cái giây thứ 24. Như vậy CPU đáp ứng 3 thì coi như cái mốc thời gian tiếp theo đó là từ 24 đến 27. Tức là 24 cộng 3 lên 27 là mốc mà B2 sẽ chiếm dụng. Như vậy là tới thời điểm mốc 27 là B2 cũng terminate, tức là kết thúc. Như vậy trong hàng đợi của ready lúc này chỉ còn mỗi anh B3. Như vậy tiếp tục B3 sẽ được chiếm. Thì lúc này B3 nó yêu cầu thời gian là 3. Như vậy nó chiếm được từ mốc 27, cho nên nó sẽ chiếm dụng được thêm 3 là đến mốc 30 là kết thúc. Như vậy đến mốc thời gian 30 CPU free hoàn toàn. Nhưng lúc này tiến trình không còn tiến trình nào khác, cho nên cái việc này nó sẽ dừng. Như vậy đây là cách biểu đồ cái dãn đồ Gantt cho cái việc định thời bằng FCFS. Trong khi đó bạn hoàn toàn có thể tính được cái thời gian đợi riêng cho từng cái tiến trình và thời gian đợi trung bình của tất cả các tiến trình trong nguyên một cái giải các tiến trình như thế này. Như vậy nếu mình tính riêng á, thì mình sẽ tính riêng cho từng cái B, tức là B1 mình tính riêng, B2 tính riêng và B3 tính riêng. Như vậy B1 á, thì coi như đó là thời gian đợi của nó sẽ được tính bằng cách thời gian nó bắt đầu kích hoạt cho đến lúc thời gian mà nó được chiếm dụng CPU, thì mình sẽ tính hiệu số nó ra. Như vậy bạn lấy thời gian mà mốc thời gian CPU lúc nào đáp ứng được là cho cái anh B đó, cái anh tiến trình nó chiếm dụng, trừ cho thời gian nó kích hoạt. Thì hồi nãy đề của mình đã không có nói tới mốc thời gian kích hoạt, tức là đồng nghĩa với việc chúng nó tất cả đều ready tại thời điểm là 0. Như vậy B1 ready tại 0, được chiếm CPU tại mốc 0. Như vậy thời gian đợi của nó là 0 trừ 0 là 0 mili giây. Đối với B2, B2 là coi như nó cũng ready từ thời điểm 0. Nhưng mà tới cái mốc thứ 24 đó các bạn, thì nó mới được CPU cho nó chiếm dụng mà. Nó mới được chiếm CPU để phục vụ cho nó. Như vậy bạn sẽ lấy 24, tức là mốc thời gian nó được bắt đầu chiếm, trừ cho thời gian ready là 0. Như vậy 24 trừ 0 là 24. Tiếp tục tới B3. B3 thì cũng ready tại 0, nhưng mà tại mốc, tại thời gian 27 trên dãn đồ Gantt nó mới được chiếm dụng CPU. Cho nên sẽ lấy thời gian đợi của nó là 27 trừ 0, tức nó phải đợi 27 mili giây. Như vậy đó là thời gian đợi dành cho riêng từng cái tiến trình. Mình tính thời gian đợi trung bình bằng cách mình lấy tổng thời gian đợi của tất cả các tiến trình, tức là 0, mình cộng 24, mình cộng 27, mình đã tính được ở trên, mình chia cho số tiến trình là mình chia cho 3. Như vậy trong cái bước này thì kết quả của mình là như thế này. Như vậy đó là cái cách mà mình tính. Còn để mình tính được cái hiệu suất mà CPU nó phục vụ
nó đáp ứng được là bao nhiêu, thì mình sẽ tính bằng cách là tổng thời gian mà tất cả các tiến trình này đòi CPU phải đáp ứng cho nó. Tức là bạn cộng hết tất cả các cái burst time lại thì sẽ là 24 cộng 3 cộng 3 là bạn được 30. Chia cho mốc thời gian thực tế CPU phải đáp ứng cho xong hết 3 tiến trình, tức là mốc thời gian cuối cùng trên nhãn đồ RAM. Như vậy ở trên tổng thời gian mà nó đòi hỏi trên lý thuyết là 30, chia cho thời gian mốc thực tế mà CPU đã đáp ứng là 30, thì khi đó bạn sẽ được 30 chia 30 bạn được là 1, đồng nghĩa với việc là CPU hoạt động trong trường hợp này là 100%. Như vậy đó là cái cách để mình biểu thị cái nhãn đồ RAM dựa trên cái phương pháp đó là first come first serve, tức là tính chất của nó là tính chất của FIFO, của hàng đợi, đối tượng nào vào trước sẽ được chiếm dụng nguồn tài nguyên trước. Cũng là ví dụ lúc nãy, nhưng nếu giả sử như mình thay đổi thứ tự đến, tức là thay vì lúc nãy thứ tự đến là B1 trước B2, B3 thì bây giờ lại là B2, B3 và B1, thì bạn thấy cái nhãn đồ RAM nó sẽ có sự thay đổi. Tức là danh sách hàng đợi lúc này là B2 đầu hàng đợi, rồi đến B3 đến B1. Như vậy chắc chắn khi mà tại mốc thời gian đầu tiên không, cả ba đứa cùng ready nhưng B2 sẽ được ưu tiên. Như vậy B2 sẽ chiếm dụng là 3. Tiếp tục tới mốc 3 CPU free rồi thì nó lại tiếp tục, nó đi coi trong danh sách hàng đợi là đến B3. Như vậy B3 sẽ được chiếm dụng tiếp là tiếp tục là 3 đơn vị mili giây, thì sẽ từ 3 cộng 3 là lên 6. Tới mốc 6 tương tự, CPU của bạn cũng free, còn mỗi anh B1 thì nó sẽ chiếm 24 mili giây, mà nó chiếm bắt đầu từ 6. Như vậy cộng dồn lên thì nó sẽ lên là 30. Như vậy nếu chỉ cần bạn thấy thay đổi các cái thứ tự của các tiến trình trong danh sách hàng đợi ready thì cái kết quả của bạn hiển thị trên nhãn đồ RAM tiến trình nào được chiếm dụng sẽ khác, tại vì nó quyết định vào thứ tự chiếm dụng nguồn tài nguyên. Thì khi đó thời gian đợi của mỗi tiến trình bạn sẽ tính lại cũng sẽ ra một cái kết quả khác. B1 của bạn nó đến vào thời điểm là 0 nhưng mà tới 6 nó mới được đáp ứng, như vậy nó chờ 6. B2 của bạn nó đến từ 0, bắt đầu từ 0 được chiếm dụng luôn, tức là vừa đến là được sử dụng nguồn tài nguyên, cho nên 0 trừ 0 ra 0. Và B3 đến từ lúc 0 nhưng tới thời điểm 3 mới được chiếm dụng, như vậy sẽ là 3 trừ 0 là thời gian đợi là 3. Như vậy nếu trong trường hợp chỉ còn thứ tự các cái tiến trình của bạn đến khác nhau, thời gian đợi trung bình nó cũng khác. Như vậy rõ ràng cái thứ tự mà nó đến nó quy định chủ yếu cái kết quả của FCFS trong các trường hợp này. Đó là điều mình sẽ rút ra. Và dĩ nhiên trong trường hợp này thì các bạn cũng lấy được tổng thời gian quy định trên lý thuyết mà ba tiến trình này đòi CPU đáp ứng là 30, chia cho mốc thời gian cuối cùng thực tế nó đáp ứng là 30 thì CPU hoạt động vẫn là 100%. Một cái trạng thái khác đó là ngoài cái việc các tiến trình nó chỉ có chiếm dụng nguồn tài nguyên CPU, thì trong cái ví dụ này là một cái ví dụ để cho bạn thấy nó là các cái tác vụ của bạn có khả năng trong quá trình nó thực thi nó sẽ còn phải đòi hỏi cái việc đó là sử dụng các cái đối tượng khác. Tức là khi nó running thì nó sẽ tiếp tục nó thực hiện một khoảng thời gian. Sau một khoảng thời gian khi nó chưa kết thúc, nó lại đòi thiết bị IO để đáp ứng cho các công việc của nó. Thì bạn nên nhớ là trong quá trình mà nó đi lên IO thì tạm trạng thái đó gọi là trạng thái nó bị block. Tức là nó tạm thời nó dừng, nó không được nằm ở trạng thái running nữa, mà nó lên nó sắp hàng đợi ở trên cái anh đó là hàng đợi dành cho cái thiết bị IO. Và thứ tự đi vào trong hàng đợi cũng tuân thủ theo đúng tính chất là first come first serve, tức là anh nào vào trước sẽ được ưu tiên trước để chiếm dụng IO. Giả sử ở đây máy của mình vẫn đang có một CPU và một thiết bị IO. Mình có ba cái tiến trình T1, T2, T3. T1 nó chạy yêu cầu CPU đáp ứng phải là 200 mili giây, chưa kể thời gian IO. Và nó có một lần IO, tức là trong quá trình nó chạy tới cái thời điểm thứ 110 thì nó sẽ lên IO. Và sau khi IO xong thì nó sẽ tiếp tục, nó đi xuống nó sắp hàng chờ để nó tiếp tục nó running phần còn lại là 90 mili giây để cho thực hiện hết 200. T2 thì nó sẽ tiêu tốn là 50 mili giây và nó có thực hiện IO một lần tại thời điểm 5 mili giây sau khi chạy. T3 thì nó tốn là 120 nhưng mà nó không thực hiện IO lần nào cả, tức là nó chỉ cần running đủ cho nó 120 là xong. T1, T2 được kích hoạt tại thời điểm 0, T3 được kích hoạt tại thời điểm 140.
Và mỗi một hoạt động IO, tức là dù là T nào, T1 hay T2 thực hiện IO thì đều tốn 10 mili-giây hết. Và nếu như cái đề có yêu cầu khe thời gian quan tâm là 100 mili-giây second thì các anh này sẽ chỉ dùng trong chế độ phân chia thời gian, tức là có sử dụng đến những cái khái niệm về khe thời gian dành riêng cho mỗi một lượt thực hiện các tác vụ của CPU. Thì đối với lại cái thuật toán first come first sales thì ở trạng thái này mình sẽ chưa xét khe thời gian quan tâm, cho nên cái yếu tố điều kiện dữ liệu cuối bạn có thể bỏ qua. Vậy như vậy thì khi mà mình biểu thị bằng cái giảng đồ Gantt trong cái trường hợp này đó thì mình sẽ biểu thị như sau. Mình sẽ phải chia ra, tức là tại vì ở đây mình có đòi hỏi thiết bị IO nữa, cho nên khi mình mô phỏng thì ở phía trên đây sẽ để là vị trí mà cái thiết bị IO, tức là cái quá trình IO thì mình sẽ biểu thị bằng ở cái đường thẳng ở phía trên. Và các cái tác vụ của mình, tức là các cái tiến trình, mình sẽ để T ở phía dưới. Và mốc thời gian dĩ nhiên cũng bắt đầu từ 0. Như vậy bạn thấy thì tại thời điểm mốc 0 chỉ có T1 với T2 được kích hoạt, cho nên T3 là chưa xuất hiện. Như vậy thì bạn cho anh nào mà được kích hoạt, giả sử mình cho cái dấu chấm ở phía trước để mình biết là nó ready từ lúc này rồi. Nhưng mà giữa T1 với T2 thì bạn thấy là coi như T1 nó vào trước thì nó sẽ được chiếm dụng CPU trước. Trên nguyên tắc nếu nó không IO thì nó sẽ thực hiện chiếm dụng CPU một lèo đi hết 200 mili-giây. Tuy nhiên tại vì nó sẽ phải IO tại thời điểm 110, cho nên nó chỉ chiếm được CPU trong phạm vi khoảng cách từ 0 cho đến bao nhiêu các bạn? 110 thôi. Như vậy quá trình này là quá trình T1 chiếm, cho nên mình vẽ được ở cái đường hàng ngang của T1. Tới thời điểm 110 nó sẽ lên nó đòi IO. Như vậy mốc 110 thì cái anh T1 này sẽ lên chờ IO, tức là nó lên ngay tại đây. Và vô tình là tại cái lúc mà nó lên IO đang trống trơn, không có ai chiếm, cho nên nó sẽ chiếm. Như vậy quá trình này là quá trình IO cho T1, mà mỗi một lượt IO tốn 10 mili-giây. Như vậy nó chiếm từ 110 cho đến 120 là mốc thời gian IO của T1. Như vậy nó đang chiếm ở đâu thì ở đó sẽ phải sử dụng nguồn tài nguyên đáp ứng cho nó. Còn cái nơi mà nó vừa nhả ra, tức là nơi đó nó sẽ sao các bạn? Nó trống. Như vậy tại mốc 110, thằng T1 đi lên IO thì CPU đang trống. Như vậy CPU đang trống thì hạn đợi đang có ai thì sẽ được vào. Lúc này T3 vẫn chưa kích hoạt. Nào 110 T3 vẫn chưa kích hoạt, cho nên chỉ còn có T2 thôi. Như vậy T2 thì nó sẽ chiếm CPU. Nếu T2 không IO thì nó sẽ chiếm đi một lèo 50 mili-giây. Nhưng do nó có IO tại thời điểm 5 mili-giây sau khi chạy, cho nên nó đi chiếm được từ 110 cho đến 5 mili-giây là đến mốc 115. Như vậy tới đây, tới mốc 115 này là T2 nó sẽ lên đòi IO. Như vậy là nó sẽ bị block khỏi trạng thái của CPU running ở dưới đây. Nó lên trên IO nó chờ. Nhưng mốc 115 nó lên nó chờ thì IO vẫn chưa trống, tại vì T1 vẫn còn đang chiếm. Như vậy nó sẽ sắp hàng nó chờ ở phía bên trên của IO. Như vậy trong khoảng thời gian từ 115 CPU trống rồi, nhưng mà không có cái tiến trình nào hết, cho nên CPU trong trạng thái này hoạt động lúc này là free nè. Nguyên cái khâu này là free. Tới mốc 120 mới có chuyện diễn ra là IO T1 kết thúc. Thì khi đó nó nhả IO ra. Như vậy thiết bị IO free, T2 đang chờ, T2 sẽ bay vào để chiếm thiết bị IO. Như vậy nó sẽ chiếm 10 mili-giây, tức nó chiếm từ 120 đến mốc 130. Trong thời gian đến mốc 120, T1 IO xong thì sau khi nguyên tắc sau khi IO xong, nó sẽ tiếp tục quay lại hàng đợi ở bên dưới trạng thái ready để nó chờ CPU để nó chiếm dụng. Thì khi mà nó xuống nó chờ là mốc 120 thì không có tiến trình nào khác, chỉ có mình nó xuống thì nó được chiếm dụng luôn. Như vậy nó chiếm dụng luôn thì nó hồi nãy đó, nó tổng là 200, nãy nó chạy được 110 trước đó rồi. Vậy bây giờ nó cần chạy như các bạn 90 nữa là nó sẽ hoàn tất. Như vậy nó chạy từ 120 cộng 90 thì coi như cái đường màu đỏ tiếp theo là nó đi cho đến là 210, là coi như T1 kết thúc. Như vậy là nguyên cái đoạn này. Nhưng mà ở mốc 130 bạn nhớ là T2 nó IO xong thì nó sẽ xuống. Nó xuống thì nó đứng nó sắp hàng. Như vậy là T2 xuống để chờ thực hiện running phần còn lại. Thì lúc này CPU đang không có trống, tại vì cái lúc thời điểm mốc 130 là thằng T1 vẫn còn chiếm CPU. Như vậy T2 đứng chờ. Đồng thời tới thời điểm 140 T3 được kích hoạt. Như vậy lúc này hàng chờ tại mốc 140 là có T2 xuống và có T3 mới kích hoạt ready. Như vậy tới chừng mốc 210, khi CPU của mình free
thì lúc này nó lại xếp theo thứ tự hàng đợi đang có ai chờ để nó cho cái thứ tự chiếm dụng. Thì hồi nãy là T2 nó xuống trước, nó xuống tại mốc 130 rồi, cho nên nó sẽ tiếp tục nó chiếm tiếp các bạn từ 210. Hồi nãy là cần 50 nhưng mà trước đó nó chạy 5 rồi nó IO, như vậy bây giờ cần 45 nữa. Như vậy 210 cộng 45 nó sẽ chiếm được CBO tới 255 là T2 kết thúc. Vậy tại mốc 255 CBO free hoàn toàn thì mình còn T3. T3 trong hàng đợi được ra đi từ 140 và T3 không IO, cho nên là coi như nó chiếm là nó chạy một lèo là 120 mili-giây cho đến kết thúc. Như vậy chiếm từ 255 cộng 120 sẽ lên 375. Như vậy đây là mốc thời gian kết thúc và tới thời điểm này không còn tiến trình nào được kích hoạt nữa. Như vậy giãn đồ gian cho FCFS của mình trong trường hợp này kết thúc. Như vậy thì trong thời gian này bạn thấy tổng thời gian thực chạy cho các cái tiến trình này là bạn tự bạn lấy cộng hết tổng tất cả lại. Dĩ nhiên thời gian này chỉ là thời gian tiêu tốn của CPU. Thời gian áp dụng thực tế của nó tức là mốc cuối cùng nó đáp ứng xong là 375 mili giây. Như vậy tỷ lệ dùng CPU trong trường hợp này sẽ lấy thời gian tổng chạy thực tế nó đòi chia cho thời gian tiêu tốn thực tế trên giãn đồ gam, thì bạn thấy là mình chỉ được có 98,7%. Tại vì rõ ràng nó có 5 mili giây trong thời gian này CPU free mà chẳng có ai chiếm dụng. Và dựa trên đó bạn cũng có thể tự tính thêm các thông tin, đó là thời gian đợi của các cái tiến trình và thời gian đợi trung bình. Như vậy đó là cái cách mà mình vận hành cái nguyên lý của FCFS đi vào để mình xây dựng một cái giãn đồ gan lập lịch chạy cho CPU. Hy vọng là những cái phần nội dung giảng cũng như là những cái ví dụ này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chào các bạn.